bỏ cái bí này sang đây để lấy cái rổ đi hái bí sợi mì, tại vì mang cái rổ tre đi nó hay bị bọc. Chào tất cả mọi người, hôm nay mình ra ngoài vườn để hái bí bơ hạt rẻ nha. Hái bí bơ hạt rẻ và hái bí sợi mì. Hôm nay thì mấy cái bí này nó già rồi á, nên là trời nắng mình sẽ hái nó. Đây là bí bơ hạt rẻ mini nha, mình trồng từ tháng 4 rồi. Mình nghĩ là nó già rồi nên hôm nay sẽ hái. Chỉ có mấy cây ở đây thôi. Ra 3-4 lần rồi, hôm nay mới hái được. Tại vì lần nào ra đến vườn thì trời cũng mưa. Là bí mini nên là nó rất là bé. Quả này già lắm rồi này. Ủa. Ui, nó có gai nhá, có cái lông của nó ấy. Nó đâm vào tay đau ấy. Đây có quả nó mới ấy này, nó mới có thêm này, nó mới sai quả thêm này. Quả này to này. Ui. À đây có nữa này. Đây. Ồ. Không nghe nhiều. Không nghe nó nhiều quả này nha. Cái lúc mà nhìn thấy vài quả sai thôi. Quả này bé tí. Đây có một quả nữa này. Hai cây bí này. Bên này có một cây nữa. Mấy quả người ta bán siêu thị to như thế này ấy. Bí này về nấu cháo bí rất là ngon nha cả nhà. Quay đây. Còn hai quả này nữa này. Đấy, được một rổ này rồi. Không ngờ là ba cây bí khi mà hái xuống thì nó cũng được từng này nha cả nhà. Quả to cũng có, quả nhỏ cũng có này. Nó là bí mini, bí bơ hạt rẻ mini ấy, nên là nó chỉ to như thế này thôi. Nóng quá. Bỏ cái bí này sang đây để lấy cái rổ đi hái bí sợi mì, tại vì mang cái rổ tre đi ấy, nó hay bị bẩn, xong là mùa này nó toàn bị mốc thôi. Mùa này mùa mưa nó ẩm ấy, nên là bị mốc hết rổ rồi. Bây giờ mình sẽ đi hái bí bơ, bí sợi mì nhá. Đây là bí sợi mì nha cả nhà. Mình trồng mà nó chết hết dây rồi. Mấy lần ra định hái nhưng mà trời mưa quá không hái được, thế là hôm nay được hái bí sợi mì nha cả nhà ơi. Hay còn gọi là bí spaghetti.
Ôi quả này nó đã mềm nhũn hết rồi. Đây này, có quả nó bị chắc là bị thối rồi. Cầm đây. Tiêu 40.000 đi thôi. Nó bị ấy hết rồi, nó bị chết rồi ấy, nên là cái dây nó bị khô rồi nha. Ui, cây này là vẫn còn tươi nha. Cây này tươi nên là sẽ để xem nó già hơn nữa. Tại vì cái này á, mấy hôm vừa rồi nó bị chết dây rồi. Wow, được từng này quả bí sợi mì, không biết là có ngon không, mình cũng chưa ăn bao giờ. Lần đầu trồng, mình thấy hay hay nên là mua về trồng. Bẩn quá này. Quả này thối rồi này, bỏ đi thôi. Để đây nó chín thì ăn, nó thối thì nó sẽ thành phân. À bây giờ mình sẽ bổ một cái quả bí sợi mì nhỏ nhỏ nhá. Thật ra thì mình cũng chưa được nhìn thấy bao giờ nên là mua về trồng không biết ở bên trong nó thế nào. Ý, không phải bí sợi mì. Nó bảo bí sợi mì nhưng mà sợi không phải bí sợi mì nhỉ, không biết là bí gì đây. Bí sợi mì á thì mở cái trong ô. À đây, nó như thế này. Đây. Đây này. Cái trong nó như thế này nên là thấy bảo là mình cứ tưởng là nó giống như sợi mì thật ấy, nhưng mà nó chỉ được thế này thôi nha cả nhà ơi. Đây này. Ồ nó cũng hơi bở bở ra này, bở ra. Ôi giống sợi mì thật. Nó cũng kiểu giống mì vụn ấy. Chưa biết là về nấu ăn như thế nào, mình sẽ về mình sẽ tra xem trên mạng xem là nấu như thế nào để ăn. Lần đầu tiên trồng thấy mọi người bảo là ăn cũng ngon mà thế, nhưng mà mình chưa trồng bao giờ, chưa được ăn bao giờ. Ở Hàn Quốc cũng có nhiều người trồng lắm rồi, nhưng mà siêu thị không có bán đâu nha, nên là không được ăn. Lần đầu tiên trồng mang về để nấu ăn thử này. Đây này, nó cũng hơi hơi giống thật á. Ui giống này mọi người ơi. Đây. Cái này, quả này thì nó nhỏ ấy, nên là bỏ đi. Rồi, thu hoạch bí sợi mì rồi, hôm nay được 8 quả. Bẩn quá, mang vào kia để đi rửa mới được. Mấy ngày trời mưa không hái thì cà chua nó chín như thế này rồi, chín rực hết rồi. Nên hôm nay sẽ hái cà chua nha. Cái cây cà chua này tiếc ơi là tiếc này. Nó bị đứt gốc ấy, thì bây giờ nó chết hết rồi. Đấy. Được cái cây này thì đỡ nó lên, thì bây giờ nó vẫn còn quả cho hái nhá. Ôi trời ơi, nó nứt hết rồi, vứt đi thôi. Mấy quả ương ương này là mang về phải giấm nha mọi người, để 1-2 ngày thì nó sẽ chín. Chắc là mùa mưa gần hết rồi, Hàn Quốc mùa mưa đã gần hết rồi. Mùa mưa thì chỉ kéo dài khoảng 25 ngày đến 1 tháng thôi. Thì hôm nay đã thấy trời nắng nắng rồi. Nóng quá mọi người ạ, Hàn Quốc mấy hôm nay nóng. Đây, đây là cà chua sô-cô-la nha mọi người. Xin lỗi, hôm trước mình không để ý, mình đi bán mua ấy, thì thấy mọi người, thấy cái người người ta bán ấy, bán cây giống ấy, thì người ta bảo là cà chua đen. Nhưng mà cái này là cà chua sô-cô-la nha cả nhà. Mới được một chị nào đấy ở trên kênh của mình comment thì mới sực nhớ ra. Xong là lên mạng tra thì thấy là cà chua sô-cô-la. Xin lỗi cả nhà nhé. Đây này, mùa mưa nó hay bị nứt như thế này. Wow, đây là chùm cà chua mà nó chín nhất từ lúc mà mình trồng cái cây cà chua này đến bây giờ.
cây cà chua này giờ nó mới bắt đầu có quả nhiều này. Mưa xuống ấy, nó được ăn đủ nước, có đủ nước, đủ chất dinh dưỡng ấy, nên là bây giờ nó mới sai nhiều nha. Ô, có sâu cà chua nha, nó chui vào trong cả quả, cái quả cà chua của mình ấy, nó ăn này. Giờ mới bắt đầu sai này, trời ơi, nhìn nó sai từng chùm ấy, rất là nhiều luôn ấy. Cà chua này cũng nhiều ngày không hái rồi nhưng mà nó nhìn cứ kiểu giống như là nó vẫn còn xanh xanh ấy. Cây này hôm trước gãy xong là mình dựng nó lại lên nhưng mà nó vẫn bị gãy. Chiều tối rồi nha, bây giờ đã 6:30 7 giờ tối rồi. Nay mình hái xong cà chua rồi, hái hết cà chua đụng một rổ như thế này. Nay mình sẽ hái ớt nha cả nhà ơi. Mình đi làm ở công ty, mình kể là mấy cái ớt ở nhà nó bị mưa xuống gãy hết cành rồi. Thế bà ấy bảo là thế sao không hái lên, mấy bà cô, mấy bà imo ở công ty ấy. À chúng mà công ty ấy, mấy bà ấy bảo thế, thế là bảo thế có ăn thì hái lên, nè bà ấy bảo ăn sao không ăn. Thế là hôm nay sẽ hái ớt để mai mang lên công ty cho mấy bà Achuma. Hàn Quốc gọi là Achuma nha cả nhà. Achuma là những bà cô lớn lớn tuổi rồi ấy, thì người ta sẽ gọi là Achuma, nhưng mà thường là sau khi lấy chồng thì người ta sẽ gọi là Achuma. Và Achuma là một cái cách gọi kiểu giống như là mấy bà chợ búa ấy. Nếu như là những người mà có địa vị ấy, thì người ta sẽ không gọi là Achuma nha, hoặc là gọi một cách tôn kính thì người ta sẽ không gọi Achuma, còn bình thường ấy thì sẽ gọi Achuma. Ui có quả chín nữa này, hôm trước hái nhiều lắm rồi mà hôm nay nó lại sai nữa này. Hái đi, hôm trước hái đi. Hái đi. Cái quả chín này. Rồi. Hái nhanh để đi về, trời tối rồi. Ớt mùa này ấy, nó sẽ cay dần lên nha. Và cái quả nó sẽ nhỏ dần đi. À, ớt đầu mùa thì nó sẽ to hơn, cái quả nó to, nó mượt hơn. Ui đây này, nó sai rất là nhiều này.
nhiều ấy này, nhiều bọ xít lắm. Cây này là cây ớt ngọt nha. Cái ớt ngọt nên là cái quả nó nhỏ nhỏ, nó lại hơi dài. Đã có quả chín rồi này. Cây này không biết tại sao tự nhiên nó lại xoăn hết như thế này này. Wow, cây này lâu không hái rồi này. Cây này là cái ớt cay nhá, ớt làm kim chi đó. Nhưng mà mấy bà ấy bảo là cay cũng ăn, thế là hái cho mấy bà Achuma. Thôi được rồi, không hái nữa, cái rổ nó bị ấy rồi. Cái rổ nó bị tràn ra ngoài rồi. Bỏ cái này ra, mình bây giờ sẽ đi hái mướp đắng nha cả nhà. Có mấy quả cà tím nó lớn rồi ấy, nó già già rồi, hôm nay cũng sẽ hái luôn. Không để nó già phí lắm. Đây này, cà tím này. Cà tím năm nay có vẻ xay ít nha, không giống như năm ngoái. Năm ngoái nó xay nhiều. Năm nay xay ít lắm. Rồi, giờ đi hái mướp đắng thôi, muộn lắm rồi, hái nhanh để đi về. Ôi, đi qua thấy này, mọi người ơi, cả nhà xem này. Quả này là dưa leo ngọc nữ nha. Nó bị chín như, nó bị chết cây rồi. Định không hái nữa mà. Định chưa hái ấy, nhưng mà nó bị chết như thế này rồi thì hái luôn. Này, được mấy quả này. Bây giờ xem có khổ qua mướp đắng thì sẽ hái lấy mấy quả. Đây, quả này già rồi này. Đây có mấy quả này. Đây, ở đây có tận 3-4 quả luôn này. Sang năm mình sẽ không trồng mướp đắng, không làm dàn mướp đắng kiểu này nữa. Hái khó quá. Đây có một quả nữa này. Ở đằng sau này cũng có nhá, có mấy quả treo lủng lẳng ở đây này. Đấy, ở trong này cũng có mấy quả nữa. Đâu rồi nhỉ? Đây. Có một quả nữa đây. Tầm này là vừa tầm ăn, nó hơi non một tí nhưng mà ăn thì nó sẽ ngon. Ôi, hái được từng này, đi về thôi. Trời tạnh mưa nên là ra vườn, tranh thủ ra vườn thì hôm nay được từng này. Bội thu nha cả nhà ơi. Hôm nay được rất là nhiều rau. Mùa hè đi ra vườn rất là lười, rất là ngại luôn đấy mọi người ạ. Trồng rau thì ngại nhất là mùa hè ra vườn. Rau thì có nhiều thật nhưng mà rất là nóng. Bây giờ ấy, thì mồ hôi cứ chảy ròng ròng ấy. Mình sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.